Chào các bạn nhé. Trong cái video clip này thì tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cái cách thức sử dụng một số các cái tính năng khác của cái phần mềm Inbox FB. Thì trong phần Inbox FB này thì nó có một cái tính năng nữa rất là hay, đó là chúng ta có thể quét được tất cả những người mà đã để lại tương tác bằng cảm xúc đối với bất kỳ một cái bài viết nào ở trên tường của cá nhân. Nó gọi là quét UID cảm xúc, tức là tất cả những người mà thả tim này, like này, hoặc là cười ha ha này ở trong bất kỳ một cái bài nào đấy, thì chúng ta có thể quét được ra tất cả những cái người đấy. Và khi quét được rồi thì chúng ta có thể ghi lại thành một cái tệp để chúng ta chăm sóc họ. Ví dụ như là chúng ta gửi tin nhắn, ví dụ chúng ta quét quét toàn bộ cái danh sách đó và gửi tin nhắn và kết bạn chẳng hạn. Ví dụ như là chúng ta chạy một cái bài quảng cáo nào đấy, hoặc là chúng ta có một cái đối thủ cạnh tranh nào đấy, họ đăng một cái sản phẩm nào đấy lên để bán và có rất nhiều người like, rất nhiều người comment chẳng hạn, người like, người thả tim chẳng hạn, thì chúng ta có thể dùng cái phần mềm này để chúng ta quét được toàn bộ những người mà đã like, đã thả tim cái bài viết đó hoặc là cái bài bán hàng đó. Sau đó thì chúng ta có thể kết bạn với họ, chăm sóc họ, rồi có thể gửi tin nhắn cho họ để giới thiệu sản phẩm dịch vụ của mình, đúng không ạ? Đấy là cái quét cảm xúc. Và thì ở đây thì các bạn sẽ vào trong cái giao diện của phần mềm Inbox FB, các bạn nhìn vào cái phần tìm khách hàng này, các bạn click vào phần tìm khách hàng, sau đó chúng ta nhìn xuống dòng thứ hai là quét UID cảm xúc, thì các bạn click vào đây thì nó sẽ ra giao diện này. Thì đầu tiên là chúng ta phải nhập cái ID của bài viết vào, nhập ID của bài viết vào. Đấy, sau đó thì chúng ta quét, đúng không ạ? Bây giờ tôi có thể mở một cái Facebook bất kỳ nào đấy. Ok, đây, ví dụ như là Facebook của anh Trần Anh Đức đây, đúng không? Anh Đức này là bạn của tôi, học viên tôi. Anh đang có một cái bài là bán lô đất tại đường Đà Nẵng này, có 11 người đang like, thả tim và 9 bình luận này. Giả sử tôi muốn lấy toàn bộ thông tin của những người mà đã like cái bài viết hoặc thả tim cái bài viết của anh Đức này, đầu tiên tôi phải lấy cái ID của cái bài viết này, thì rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần click vào cái click chuột vào cái ngày tháng giờ này mà anh ấy post này. Đấy, click vào đây. Đấy, thì nó sẽ ra cái bài này của anh ấy, của anh Trần Anh Đức này, và chúng ta sẽ copy toàn bộ cái URL cho cái đường link này là copy sao chép nha. Sau đó chúng ta chuyển lại công cụ và các bạn chuyển sang cái phần tìm kiếm thông minh này. Đấy, và các bạn lại click vào cái ô màu da cam này để lấy ID Facebook. Đấy, sau đó chúng ta dán cái đường link vào, cho paste đường link vào và chúng ta ghép và nó sẽ tìm, đây nó sẽ ra cái ID của bài viết này. Đây, ID của bài viết này. Đấy, các bạn nhìn nhá, 2836 này, 43 này. Đấy, chúng ta sẽ copy cái ID bài viết này và chuyển sang phần quét UID cảm xúc. Đấy, quét UID cảm xúc và chúng ta dán cái ID này vào đây. Đấy, dán vào đây và chọn nick. Sau đó thì chúng ta sẽ quét bằng cách ấn chữ gửi. Đấy, ấn gửi xong thì nó sẽ quét ra cho chúng ta 11 người, đúng 11 người đây, là có Hoàng Quỳnh này, cảm xúc là like này, Hiền Nguyễn La này, Hùng Em Lớp này, đấy đấy, những cảm xúc này. Đấy, thì bây giờ chúng ta có thể lưu nó lại, lưu toàn bộ cái danh sách này để chúng ta chăm sóc họ chẳng hạn, đúng không ạ? Ví dụ ta lưu bằng CSV chẳng hạn, lưu ra file Excel, hoặc là các bạn lưu vào file, ví dụ ta lưu vào file nhé, thì các bạn lại ấn vào lưu vào file giống như bình thường thôi, thì mọi người lại chọn tên là danh sách cảm xúc bất động sản. Đấy, ok thế. Và chúng ta tạo ra nhóm mới, tên nhóm mới là bất động sản quan tâm. Đấy, sau đó thì chúng ta lưu lại. Ok, lưu lại chưa? Lưu lại rồi đúng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta xem là cái đấy nó nằm ở đâu. Thì chúng ta quay lại cái phần gửi tin nhắn và vào phần nhóm khách hàng.
chào chút, đó là hút, đây, đang luôn này, bất động sản quan tâm này, đấy, nhóm này, đấy, nhìn đây, danh sách cảm xúc bất động sản đây, các bạn click vào đây, các bạn nhìn này, có 11 người, thì ở đây các bạn có thể kết bạn với họ này, gửi tin nhắn này, đúng không ạ, đấy, ví dụ kết bạn nhé, ấn kết bạn, đấy, thì các bạn có thể ấn kết bạn, đấy, kết bạn, hoặc là các bạn gửi tin nhắn, thì các bạn gửi tin nhắn cho những người này, 11 người này, đấy, thì chúng ta lại soạn nội dung tin nhắn để gửi giống như phần trước thôi. Phần soạn nội dung tin nhắn này thì chúng ta cũng soạn như bình thường, đúng không? Ví dụ là chào bạn, chúc bạn buổi sáng vui vẻ, đó, hoặc là chào đây này, sáng nay trời mưa, bạn đi làm nhớ mặc áo mưa nhé, đúng không ạ? Đấy, hoặc là hello ngày mới năng lượng nhé, đấy, ví dụ chúng ta chăm sóc họ như vậy, chúng ta làm quen với họ, đúng không ạ? Chúng ta quan tâm đến họ một vài lần thì họ sẽ tò mò không biết là chúng ta là ai mà suốt ngày quan tâm đến họ như vậy, đúng không? Buổi sáng gửi, buổi trưa gửi, buổi tối gửi, hoặc là có một cái sự kiện nào đấy thì chúng ta gửi cho họ. Các bạn nhớ là chúng ta cũng nên chỉ gửi khoảng 10-20 người thôi một ngày thôi, để chúng ta có thời gian để chúng ta chăm sóc họ. Chứ các bạn gửi 100 người, 200 người thì chẳng giải quyết vấn đề gì đâu. Họ trả lời mà chúng ta không trả lời kịp, không chăm sóc kịp thì thà chúng ta chăm sóc ít nhưng mà nó chất lượng, đúng không ạ? Hãy biến họ, những người xa lạ thành những người bạn của chúng ta, sau đó thì chúng ta mới bán hàng cho họ được. Đấy, sau đấy các bạn soạn tin nhắn thì các bạn gửi. Các bạn nhớ nhé, các bạn nên soạn nhiều cái mẫu tin nhắn khác nhau để cho Facebook nó, nếu ngẫu nhiên nó gửi cho những người này thì Facebook nó sẽ không đánh vào cái việc là chúng ta spam tin nhắn, ok chưa? Đấy, thì các bạn gửi tin nhắn. Đấy, thì đấy là cái tính năng là quét UID cảm xúc, nó rất là hay, ok chưa? Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào video clip sau, tôi sẽ hướng dẫn các bạn về quét UID bình luận, ok, xin chào.